tới nơi rồi, xuống nào các cậu. Đội trưởng à, sao lần này gấp gáp dữ vậy? Tôi mới ngủ dậy chưa kịp đánh răng nữa, miệng thối quá cả, đã bắt đi làm nhiệm vụ rồi. Đúng rồi đó, Hình Đàm tiến công. Chúng ta tới cái hành tinh này để làm gì chứ? Bình tĩnh nào, hãy nghe tôi nói. Theo nguồn tin từ tổng tư lệnh của chúng ta, hành tinh này là một hành tinh sống vô cùng quý hiếm trong vũ trụ. Nhưng không hiểu lý do gì mà lõi của hành tinh này bắt đầu phun trào, khiến cho những sinh vật ở đây bắt đầu hấp thụ và trở nên to lớn. Bọn chúng tranh giành, cắn xé lẫn nhau. Nếu để tiếp tục tình trạng này xảy ra, hành tinh này sẽ bị diệt vong. Ồ, thì liên quan gì tới chúng ta chứ? Chúng ta thì không liên quan, nhưng chủ nhân con người tạo ra chúng ta thì có. Họ muốn đặt nền móng đưa con người tới hành tinh này để giảm bớt tải trọng cho trái đất. Hình Đàm Đỏ, cậu hãy tuần tra khu vực ở quanh đây. Còn lại, chúng ta nhanh chóng chia ra đi. Trời đất ơi, cái hành tinh này sao mà to lớn thế này? Bây giờ mình biết làm gì để ngăn chặn cho cái hành tinh này không bị phá hủy chứ? Cứu chúng tôi với. Chúng tôi mắc kẹt ở đây đau quá à. Có ai đó làm bóp chặt những cái cây này giúp chúng tôi thoát ra khỏi đây được không? Ồ, thứ gì đây? Sao đây ngờm thế này? Bọn chúng còn có 5-6 đầu nữa chứ. Chúng tôi là những con rồng con dễ thương, nhưng mà bị mắc kẹt ở đây rồi. Làm ơn lại gần để cứu chúng tôi với. Vậy hả? Thiệt là tội nghiệp quá đi. Được rồi, tránh qua một bên để tôi chặt những cái cây này cứu các ngươi ra. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Chết tiệt, các ngươi. Mẹ ơi, chúng con dẫn dụ được một con mồi tới rồi nè. Tới đây bắt và xe xác nó đi mẹ. Không kìa. Thì ra đây là một cái bẫy của lũ rồng quái vật này. Chết tiệt, mẹ của bọn chúng sao to lớn khổng lồ thế kia. Mau quay thứ này lại. Nếu người muốn biết thì bọn ta sẽ trả lời. Bởi vì bọn ta đã hấp thu một thứ chất lỏng từ lõi của hành tinh này, nên bọn ta trở nên to lớn khổng lồ. Và bây giờ bọn ta muốn giết hết tất cả sinh vật ở hành tinh này để trở thành bá chủ. Bây giờ ngươi lạc vô đây thì chắc chắn phải chết. Thì ra là như vậy. Đúng như những gì đội trưởng Gin Đam tiến công của ta đã nói. Vậy thì các ngươi đừng có trách Gin Đam Đỏ ta tay ra tay độc ác. Đến lúc rồi ta sẽ hủy diệt những thứ quái vật cho ngươi để bảo vệ hành tinh này. Mày kia, ngươi không phải là sinh vật thuộc nơi này. Ngươi rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì mày? Ngươi cho gạt giúp giết chết con của ta, ta sẽ báo thù. Ta chính là một trong những thành viên của đội quân Kinh Đâm do con người chế tạo ra ở trái đất. Chúng ta duy trì công lý, bảo vệ hòa bình của vũ trụ. Cuối cùng cũng diệt trừ được một mối người họ ảnh hưởng tới hành tinh này. Không biết còn bao nhiêu sinh vật độc ác khổng lồ như thế này nữa. Và các đồng đội của mình, họ bây giờ ra sao rồi? Hả? Ai kia vậy? Hình như là Kinh Đam Đen. Hay quá, mình gặp cậu ta ở đây rồi. Này, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? Hả? Thì ra là cậu, Gin Đam Đỏ, làm tôi hết cả hồn. Tôi đang chờ lũ quái vật hấp thụ lõi của hành tinh này tập trung đầy đủ, rồi tôi sẽ càn quét tất cả. Vậy hả? Khu vực cậu vẫn còn có lũ quái vật đó hay sao? Còn tôi vừa mới diệt cả một bầy đó. À, hay là cậu cho tôi giúp cậu cùng chiến đấu nhé. Không được, sao cậu ăn gì mà khôn dữ vậy? Cậu có muốn chia sẻ vợ cậu cho tôi hay không? Mà sao đòi giành công với tôi chứ? Tôi không muốn bị đánh giá thấp đâu. Oh my god. Thôi được rồi, nhìn kìa, lũ quái vật khổng lồ tập trung rất đông kìa. Cậu mau qua xử lý bọn chúng đi. Tôi biết rồi, cậu không cần bận tâm đâu. Hãy lo chuyện của cậu trước đi. Lũ quái vật chết tiệt. Các người to lớn hùng mạnh, không biết sống yên bình mà suốt ngày tranh giành, đấu đá, cắn xé lẫn nhau, khiến cho nơi này bắt đầu rung chuyển. Hành tinh này muốn nứt toạc ra. Hôm nay thay mặt cho công lý của vũ trụ, hủy diệt các ngươi để hành tinh này trở lại yên bình xanh sạch đẹp. Chết tiệt, ngươi là ai? Xen vô chuyện của bọn ta. Anh em đâu? Mau tiến lên bẻ đầu thứ này và chụm nước sôi chúng ta đi nhậu. Lũ quái vật này, các ngươi nghĩ các ngươi đủ sức mạnh để có thể tiêu diệt ta hay sao? Chưa biết ai là con mồi, chưa biết ai là thợ săn đâu đó.
Bây giờ ta sẽ cho các ngươi xem thử sức mạnh của Gươm Đam Đen ta lợi hại tới đâu, để các ngươi khỏi phải to mồm ức hiếp người khác. Mẹ kiếp, ta chết tiệt đây, ngươi làm bọn ta đau rồi đó. Bọn ta sẽ liều mạng phách da xẻ thịt ngươi. Cuối cùng cũng đã diệt trừ được một đám quái thú khổng lồ. Không biết phía trước còn hay không. Được rồi, mình sẽ tiến lên diệt trừ nốt luôn, dành tất cả công trạng về mình. Lần này chắc chắn quay về trái đất, mình sẽ được tổng tư lệnh khen thưởng. Hả? Là Gundam ám sát. Cậu đang làm gì vậy? Sao lại núp trong cái bụi này chứ? Bộ cậu đang nhìn gái tắm à? Ủa, Gundam Đen là cậu à? Khẽ khẽ thôi. Tôi đang theo dõi một con quái vật cực kỳ hung tợn. Hả? Không lẽ cậu sợ con quái vật đó hay sao? Vậy được, để tôi giúp cậu tiêu diệt con quái vật đó. Không được, thứ này từng xuất hiện trên trái đất của chúng ta. Thật không ngờ trên hành tinh này nó cũng tồn tại. Nó rất mạnh, da của nó rất trâu. Tôi phải ám sát, đánh lén nó mới có cơ hội tiêu diệt được. Vậy rốt cuộc, đó là sinh vật gì? Đó chính là Godzilla. Nhưng thứ Godzilla này rất hung tợn. Nếu tôi và cậu cùng lao tới, chắc chắn nó sẽ phát hiện. Được rồi, cậu hãy đi kiểm tra kỹ khu vực của cậu đi, để tôi tiếp cận thứ đó và kết thúc đó. Khổ kịp, ta cảm nhận có kẻ lạ mặt tới đây. Mẹ kịp, ngươi định giết ta, hấp thụ năng lượng phóng xạ trong người của ta, được không? Ta không phải giết ngươi để hấp thụ nguồn năng lượng của ngươi, mà ta muốn giết ngươi để ngăn cản ngươi khoan vào lõi của hành tinh này, hấp thụ lõi của hành tinh này. Nếu làm như vậy, hành tinh này sẽ tan vỡ. Khổ kịp, đó là chuyện của ta. Ta tiếp tục khoan và hút lõi hành tinh này nè. Ngươi làm gì được ta chứ? Ta phải mạnh lên, ta sẽ trở thành vua quái vật ở cái hành tinh này. Muôn loài sẽ quỳ dưới chân của ta. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Chết đi, khổ kiếp. Cuối cùng cũng xong. Được rồi, tiếp tục thế nào. Phải tìm thứ quái vật nào gây ra chấn động nhiều nhất, ám sát đó. Đội trưởng Gundam tiến công. Này, đội trưởng, sao đội trưởng lại đứng đây không chiến đấu đi? Không lẽ đội trưởng lười biếng dưỡng sức để tối đi chơi với gái hay sao? Đây, Gundam ám sát, cậu không được nói tầm bậy tầm bạ. Tôi ở đây là chờ cậu đó. Chờ tôi ơi, là sao tôi không có hiểu? Không lẽ đội trưởng sợ những con ếch khổng lồ kia à? Muốn tôi tới giúp hay sao? Hời, lũ ếch đó không phải là đối thủ của tôi đâu. Thứ tôi đang quan ngại là một vật thể bay khổng lồ đã thả xuống những sinh vật vô cùng kỳ lạ đến hành tinh này. Chắc có lẽ một thế lực nào đó đã nhắm tới nơi này. Tôi muốn cậu nhanh chóng đi triệu tập các đồng đội, sau đó theo sau tôi ngay lập tức. Mau đi đi. Hả? Tôi hiểu rồi. Thôi thử lên. Được rồi, bây giờ trước hết là mình sẽ xử lý cái lũ ếch thằng lằn khốn kiếp đây, đã gây ra chấn động nguyên cả cái khu vực ở đây. Chết đi, chết đi. Mẹ kiếp, nhìn kìa, một thứ máy móc kỳ quái giết chết đồng loại của chúng ta. Khốn kiếp, bọn ta chưa bao giờ làm hại tới ngươi, tại sao ngươi lại sát hại loại của ta chứ? Đúng, các ngươi chưa từng làm hại tới ta, và đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng các ngươi đã gây ra những cuộc chấn động, làm cho đất đá ở đây phải nứt toạc ra, hành tinh này phải rung chuyển. Nếu ta không tiêu diệt các ngươi, thì cả khu vực này sẽ bị vỡ vụn thành cát bớt. Bọn ta nguyện rủa ngươi. Để con ra, không có bộ phận đi to lên. What the hell? Chết đi. Ta không sợ đâu. Ta là robot, ta không duy trì nội giống, nên những lời nguyên rủa của các ngươi sẽ vô tác dụng lên người của ta. Được rồi, nhanh chóng đến khu vực nguy hiểm, nơi mà mình nhìn thấy những vật thể lạ đã thả những thứ sinh vật kỳ quái xuống. Hả? Dường như những thứ đó cũng là những máy móc. Đằng kia, đội trưởng ơi, em đã tập hợp tất cả thành viên của chúng ta lại rồi nè. Là đồng đội của mình. Hay lắm các cậu, tới đúng lúc lắm. Nào, mau theo tôi, chúng ta cùng tiến thẳng tới kia, coi thử lũ quái vật kỳ lạ đến từ ngoài hành tinh kia rốt cuộc bọn chúng tới đây làm gì. Mau chia ra, tiếp tục
khoan phá vỡ lõi hành tinh này, hút tất cả nguồn năng lượng của nó. Chết tiệt, tất cả mau ngăn cản bọn chúng lại. Thì ra bọn chúng tới đây là để phá vỡ hành tinh này. Chết tiệt, cái quái quỷ gì đây? Lũ robot này đâu xuất hiện vậy? Hành tinh này là của chúng ta, chúng ta đã khai thác nó được mấy năm rồi, các người định tới đây giành à? Cái gì chứ? Không lẽ chính bọn chúng là nguyên nhân làm cho lõi hành tinh này tuôn trào ra, khiến cho những sinh vật ở đây bị nhiễm phải trở nên khổng lồ rồi bọn chúng cắn xé lẫn nhau à? Chết tiệt! Bọn sinh vật ở đây như thế nào thì kệ bọn chúng. Bọn ta có nhiệm vụ phải hút hết nguồn năng lượng của hành tinh này. Bọn chết ra, lũ chết tiệt! Đội trưởng, đừng nói nhiều cái thứ này. Tất cả anh em, bọn tăng toàn bộ công sức lên, phá hủy nó đi. Lại! Hay lắm, hay lắm cái cậu. Đằng kia có thêm một con nữa kìa. Tiêu diệt nó luôn đi. Tiếng rồi nào anh em. Mẹ kiếp, hồi nãy tôi nhớ ra rồi, tôi chém vào cái thứ gì đó của con robot khổng lồ trước, khiến cho nó vỡ tan tành. Đúng rồi, tôi chém vào trong ngực của nó. Ngực của nó chính là điểm yếu. Hay lắm, hay lắm. Cuối cùng chúng ta cũng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ hành tinh này được yên bình rồi. Nhanh chóng quay trở về trái đất, phục mệnh với tổng tư lệnh con người thôi.